Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em con game là Pocket Compact này. Con game này thì ở trên điện thoại thì mình không biết là có tải được hay không. Nhưng hiện tại thì mình chơi trên giả lập LD Player thì mình thấy nó có ở đây. Thì dành cho những anh em nào mà hỏi cách tải nha. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm luôn anh em nha. Pocket Compact à. Game Pokemon ấy. Căng thẳng phết anh em ạ. Gì ta? Hiện tại là mình thấy có ngôn ngữ tiếng Anh thôi anh em nhé. Got it. Pokemon 1. Đó, chắc là server mới nhất rồi. Cái gì đây? Ê à, có Zapdos, có Mewtwo. Ôi à, căng này. Nhiều Pokemon huyền thoại phết nhà điên ga các kiểu, có đặc điểm này, Arceus này. Skip qua rồi nào. Đây, chọn nhân vật. Mình sẽ chọn nhân vật là nam đi. Nhìn cho nó đẹp dài giống mình, ok. Ok luôn. Mons Awaken. Ảo thật đấy. Để xem nào. Cái này nhìn mới nhỉ. Họa 3D luôn. Thế à? Căng vậy. Complete. Upgrade to level 2. A Wormhead Friend. Một người bạn có trái tim ấm áp. Completed. Làm nhiệm vụ này hả? Xong rồi sao? Có chiến đấu không nhỉ? Chắc là phải từ từ đúng không? Lên level 3 rồi mình kiếm thêm được một số những cái vật phẩm anh em ạ. Menu Capsule 3x1. Cái mộ Pokemon này à? Em gì? Đây là lấy được mỗi quả Unchabo chứ có phải là Pokemon quái đó. Pokemon, Pokemon, Pokemon Commander Long xè, ok. X luôn. Menu Pokemon A Computer Commander Take out. Cho ra trận đấy. Tạc cả này tục tiệp. Hậu này các bạn của mình tên là Hậu nhỉ? Ảo thật đấy. Ở đây có ai tên là Hậu không ta? Hậu đen đấy. Chắc là đi bắt Pokemon nhiều nên là không mặc áo chống nắng các kiểu gì. Và nhìn Hậu đen vãi trưởng luôn anh em ơi. Pokemon của Hậu cũng đen luôn. Thề. Ảo thật đấy. Chiến anh em nhé. Ê à. Wow, amazing. Chọn skill các kiểu luôn này, chuẩn nguyên tắc Pokemon luôn anh em ơi. Ơ được nhỉ. Game hay, combat đã tay ghê ta. Effective. Red talented. Move fighting. Không hiểu là cái gì luôn anh em ạ. Gọi đọc tiếng Anh cho nên là skill này mình đích hiểu lắm nhưng mà vẫn giành chiến thắng này. Hậu đen. Thắng hậu đen là được 3 sao luôn anh em ạ. Là cả này tục tiệp nha. Ê, bộ chạy căng thẳng đấy nhở. Kinh phết nhở, đồ họa cũng ra gì và này nọ ấy chứ. Hy vọng là sớm trở về Việt Nam anh em ơi. Ảo thật đấy. Pokemon Invisible. X luôn. Pokemon đánh ngập. Rồi. Đi đâu? Nâng cấp Pokemon đúng không? Ủa? Mình thu phục được cái con mà cái con mà chạy theo mình vừa đây là từ bao giờ nhỉ? Menu Pokemon và rất cặp đột phá này. Ê à. Thẳng vậy. Tờ táp nâng sao à? Nhưng mà chưa nâng này anh em ạ, vẫn phải làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ cái đã. Ok. Vào rừng rồi anh em ơi. Ui được của nó này. Giờ bắt đầu vào rừng nè. Ok nè. Rồi. Rồi. Thỏ con bò luôn. Thì nếu như anh em nào mà thích cái thể loại game Pokemon này và anh em có PC thì có thể tải cái giả lập LD Player ở đường link mình để dưới phần mô tả luôn nhá. Sau đấy vào tìm với từ khóa là Pocket. Pocket. Pocket cái gì nhỉ? Pocket cái gì đấy? Lúc đầu game Pocket cái gì nhỉ anh em nhỉ? Pocket Compact. Pocket Compact nha anh em. Cái lõ xe. Bắt được luôn anh em ạ. Dễ vậy. Rồi. Nhận thưởng lên level 6 anh em nha. Tiếp tục là menu Pokemon Awaken. Cái gì ấy? Swallow. À Swallow. Nhai à? Swallow. Ý bầu. Tiến hóa. Ôi. Tiến hóa luôn anh em ơi. Được nhờ. Rồi, lên luôn.
Sao diện tiến hóa đây nhìn cũng chất chơi người rơi phết anh em ạ. Wow, amazing. Charmander has successful to Charmeleon. Ok. X luôn này. Ui, thế bao giờ tiến hóa nó lên Charizard nhỉ? Háo hức luôn anh em ơi. Rồi đây là ai đây? Áo vàng kẹt vậy. Enu, Pokemon. Charizard, Charmeleon chứ. Kẹo á. Ủa? À, nâng cấp level anh em ơi. Wow. Tiếp tục Professor, giáo sư gì ấy? Con cú à? Vá lòe, có ló xe. Thế này, bạn có thể gặp anh ấy ở trong thành phố của hậu Oli. Enu. À, bây giờ mình phải đi bắt con cú đây đúng không? Computer. Ở đâu? Cú đây thấy. Cả. Rồi, đây là ai đây? Thằng nhóc vất mũi chưa sạch. À, ok luôn. Chiến luôn này. Này cũng có vẻ đầy động lực đấy, xem Pokemon của nó gì. Ấy à, nó đã có Pokemon xịn sò thế. Ảo thật đấy. Có như mà mình là Pokemon hệ lửa, mà con này có phải hệ lửa không nhỉ? Phải không? Rồi luôn skill này, skill hệ đánh này là bị giảm chỉ số so với con Pokemon này này anh em này. Đánh skill này đi. À, được cái gì đấy? À, nó có tự động đánh luôn anh em ơi. Hợp lý nè. Mở ra tự động đánh là ok này. Vừa mới pha một cái con Pokemon kia nó nằm xuống rồi anh em. Ảo ảo thế. Rồi. Ơ nhưng mà thể loại game Pokemon này mình thấy được phết nhỉ anh em nhỉ? Từ đồ họa cho đến cái lối chơi mình thấy cũng ổn áp ấy chứ. Không đùa. Pokemon này, Startup này, Confirm này. Lên sao? Lên được 2 sao anh em ạ. Nãy giờ thì chưa thấy Pokemon nào theo kiểu là huyền thoại xịn sò con bò nhỉ. Chắc là giai đoạn đầu thì chúng ta cũng vẫn phải follow theo cốt truyện thôi chứ. Nếu như mà có luôn Pokemon huyền thoại ở đầu game chắc là sập game sớm quá anh em ạ. Pokemon. Computer. Ok. Take out. Ra trận luôn. Ở đây mình thấy có nhiều gói này. Tí nữa check qua xem là có Pokemon gì huyền thoại xịn sò con bò hay không anh em nhé. Complete. Okale. Menu. Instant. Instant là cái gì? Challenge. Bản quét à? À đây là phụ bản này anh em. Rồi tiếp tục nè. Wow. Giáo sư này trông khá là béo nha. Ý lèn kinh Hala. Vua đảo Hala. Complete. Tội không có tiếng Việt nhỉ anh em nhỉ. Nếu con game này mình nghĩ là có tiếng Việt mà về Việt Nam chơi là cũng sướng ấy chứ. Ừ, mình thấy hay mà. Được ló mà. Anh em thấy như thế nào? Để mình check qua một số những gói nhau. Ủa cái gì đây? Hả? Cái con Heracross mà không giao diện của nó nhìn trợ ảo thật đấy. Skin à? Wow, amazing nha. Đây, còn 7 ngày thì mình đếch biết là có cái gì. À đây, đây 7 này. Có một cái dương này. Nhưng mà không xem được trước phần thưởng anh em ạ. Ảo thế. Rồi để mình xem là online gift. Claim now. Xem có Pokemon biết gì không? Có anh em ạ. VIP. Claim luôn. À, đây là quả VIP không thôi. À VIP 1. À VIP không. 1 thì chưa lên được anh em ơi. À, first purchase là để em dùng Groudon luôn. Tăng vậy. Event. Ê. Đổi vé này. 8800 được một Groudon vàng khẹt luôn. Ui ôi Mewtwo này. Ôi ôi. Ui đây qua ra này. Nhưng mà vé này kiếm ở đâu thì không biết này. Nạp à? Đâu có đâu. Kiểu gì nhở? Kiểu gì để có thể là kiếm được nhờ anh em nhở? Thằng đấy. Mewtwo. Do you exchange the item? Ok. Condition are not met. Không đủ điều kiện. Dưới này mình còn thấy rất nhiều Pokemon xịn sò con bò và khá là lạ nha anh em. Úi. À, nhiều phết này chắc là phải nạp thôi. Wow. Được cái chữ nhờ anh em nhờ. Thì đồ họa con game này khá là hay. Lối chơi của nó thì mình thấy quánh như kiểu skill. Đúng kiểu chuẩn nguyên tắc Pokemon là chọn skill đấy, khắc chế nha. Chứ không phải là theo kiểu một số tựa game gacha ấy. Ok. Thì anh em thấy tựa game này như thế nào nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em muốn chơi con game này
Thì anh em có thể tải cái giả lập LD Player về, sau đấy vào trong cái phần cửa hàng LD này. Đấy. Đấy, anh em có thể là search với từ khóa là Pocket, Pocket Compact. Đấy, nó ra luôn rồi này. Anh em ấn cài đặt vào nhá. Chơi thôi. Ok, nói chung là chỉ chơi ở trên giả lập LD Player thôi, nó hơi lòng ngoằng tí anh em ạ. Ok, thì nếu như anh em muốn thích chơi thì tải về chơi thử xem như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.